Tều á, hôm qua tôi vừa đi uống cà phê cả tều xong, ngồi cà phê. Hôm qua vừa ngồi cà phê xong luôn. Hồi trước thì đã hẹn tều ngồi uống cà phê rồi, đã ngồi anh em ngồi uống cà phê các thứ, ngồi bốc phét các kiểu rồi. Thế nhưng mà xong ngày hôm qua thì cũng chả hẹn hò cái gì cả. Hôm qua tôi đi với cả Phạm Anh, hôm qua tôi đi mua lọ dui, dui vép. Xong rồi tôi đi nghịch linh tinh một tí, đến khoảng tầm 6 giờ. 6 giờ lúc ấy tôi chưa muốn về, bởi vì lúc ấy đi cả chiều rồi ấy, đã chưa có thời gian ngồi cà phê cà phê, thế tôi mới chạy ra Võ Thị Sáu để lại ra ra ngồi cà phê cà phê một tí. Nhưng vừa ra Võ Thị Sáu là vừa xuống xe cái thấy ngay ông em tều trước mặt mình luôn. Ơ nhá, em ra đây làm gì đấy? Anh em ra đây em ngồi uống nước. Thế là thôi, ngồi hai anh em ngồi nói chuyện cả nhau thế nào bùm cái các thứ. Ngồi đéo hiểu tốt đéo hiểu ngồi nói cái chuyện lồn đấy lắm vãi cả lồn, mà sao tốt đéo biết thời gian như thế nào cơ. Quen kiểu cũng không biết như nào cả, rút đi thuốc châm hút nghĩ nghĩ hình như chắc là bây giờ cùng làm nhất khoảng 8 giờ, nếu khoảng tầm về 8 rưỡi ăn cơm cái cho đẹp trai ngồi trên tử. Quen mở đồng hồ nhìn 9 rưỡi, từ 6 giờ đi bạn bọn tôi đã làm cái đéo gì nhỉ, đéo nào mà giải thích được các bạn.